Khi bắt đầu bước đi trên hành trình chữa lành hay hành trình đến với tỉnh thức an yên nội tại, rất nhiều người trong số chúng ta băn khoăn về câu hỏi mình có nên thay đổi công việc hay không? Mình có nên chuyển sang một lĩnh vực mà nó tương thích với mình hơn hay không? Như là chữa lành hay là những cái công việc phụng sự vì cộng đồng, vân vân Thay vì làm một cái công việc mà mình cảm thấy không có ý nghĩa và tạo ra nhiều cái áp lực căng thẳng mệt mỏi trong cuộc sống đây là cái câu hỏi mà cũng khá là nhiều người khi đến với kênh hành trình an hiên có đặt ra và mong muốn có được một chút lời khuyên nào đó tuy nhiên sẽ không ai có thể đưa ra cho các bạn được câu trả lời thỏa đáng nhất phù hợp nhất với chính mỗi người bởi vì trong mỗi chúng ta cái sự hoang mang đó cái sự phân vân đó cái câu hỏi chúng ta đặt ra đó nó xuất phát từ cái sự mâu thuẫn trong nội tâm của mỗi người. Giữa một bên là cái thôi thúc, mong muốn mà tiếng gọi, được nghỉ ngơi, được thả lỏng, được sống một cách đơn giản, nhẹ nhàng, tràn hòa, ý nghĩa. Và một bên là những cái nỗi sợ, những sự dây dứt, trằn trọc, những cái lo lắng, băn khoăn, không dám để bước ra một cái vùng nằm ngoài cái vùng an toàn của chính mỗi người cái tỷ lệ giữa hai cái yếu tố này đó là một bên là những cái thôi thúc mong muốn được tự do được nghỉ ngơi được sống một cuộc đời nhẹ nhõm thoải mái và một bên là những cái nỗi sợ mà chúng ta đã sống với quá lâu rồi sợ bị đánh giá sợ bỏ lỡ những gì tốt đẹp sợ bị mất đi những cái thứ đảm bảo cho chúng ta sự an toàn, đủ đầy về tài chính, về cuộc sống, về chỗ đứng địa vị trong xã hội. Nếu như cái tỷ lệ phần trăm của nỗi sợ lớn hơn so với cái thôi thúc thay đổi ở trong ta, thì cho dù chúng ta cũng đã bắt đầu có những băn khoăn, vân vân, chăn trở trong lòng mình, nhưng chúng ta vẫn sẽ chưa đến lúc dám rời bỏ cái vòng an toàn của mình đâu cho dù chúng ta có nghe được những lời khuyên và cho dù chúng ta đọc sách nghe giảng và nghĩ rằng nếu như chúng ta thay đổi nó sẽ tốt hơn nó sẽ rộng mở hơn và có được tự do trong tâm hồn hơn nhưng vì nỗi sợ còn quá lớn và cái tỷ lệ phần trăm của nó cao hơn so với cái thôi thúc và cái niềm tin đó thì chúng ta vẫn sẽ lựa chọn ở lại cho đến lúc mà cái tỷ lệ phần trăm của cái thôi thúc mong muốn thật sự được bung tỏa sống một cuộc đời nhẹ nhõm thoải mái tự do chân thật thay vì là cứ bám lấy những gì mà mình cho là sẽ đem lại sự an toàn bình an hạnh phúc cho mình nhưng lại cứ làm cho mình cảm thấy mệt mỏi căng thẳng và cứ phải gồng lên trong cuộc đời thì lúc đó chúng ta sẽ tự bước ra mà không cần ai phải thôi thúc mình chỉ có điều trong cái giai đoạn mà cái thôi thúc đó và những cái nỗi sợ nó tương đối ngang nhau cả hai đều mạnh và nó gần như là cái tỷ trọng khá là ngang nhau thì chúng ta thường cảm thấy rất là chăn trở, băn khoăn, hoang mang rất là nhiều. Và đây là cái lúc mà chúng ta thường hay đi tìm những cái lời khuyên và những cái bài giảng, những cái cách thức để giúp cho mình đưa ra được một cái lựa chọn mà mình nghĩ rằng sáng suốt nhất, phù hợp nhất và an toàn, tối ưu nhất. Thì thực ra trong cái giai đoạn hoang mang nhất này á, thì cái việc mà chúng ta cần phải làm không phải là cố gắng để tìm ra câu trả lời. Không phải là cố gắng để mà biết được đâu là cái phương án tốt nhất và tối ưu là mình nên ở lại hay mình nên ra đi. Khi mà chúng ta càng cố gắng suy nghĩ chẳng chọc, cân đong đo đếm để tìm ra câu trả lời, thì chúng ta cứ càng cảm thấy hoang mang mà thôi. Bởi vì cái sự đấu tranh trong lòng mình á, giữa hai thái cực này, một thái cực là mong muốn được tự do, mong muốn được thay đổi. Và một thái cực đó là vẫn cứ tiếc nuối bám dính lấy những cái gì là an toàn thân thuộc. Nó mạnh ngang nhau, nên nó cứ liên tục rằng xé. Và chúng ta sẽ không thể nào tìm được câu trả lời ngay lập tức. Và chúng ta cũng không thể nào tìm được câu trả lời ở bên ngoài. Bởi vì trong nội tâm mình có cái sự rằng xé mâu thuẫn và liên tục chăn trở đó. Không ai có thể nói cho mình được rằng chọn cái nào sẽ tốt hơn. Nếu như một câu trả lời từ bên ngoài đưa đến mà chúng ta nghe theo, sẽ đến một lúc mà chúng ta cảm thấy rất là hoang mang và cảm thấy dường như đó là một lựa chọn sai bởi vì nó chưa đúng với cái cảm nhận trong sâu thẳm trong lòng mình. Vậy thì trong cái thời gian còn đang hoang mang chần trọc này thay vì cố gắng để tìm ra câu trả lời chúng ta hãy dành thời gian để làm việc với hai cái việc này hai cái yếu tố mà nó đang làm cho chúng ta cảm thấy chần trọc đang tạo ra cái mâu thuẫn rằng xé ở trong chính mình này cái điều thứ nhất mà chúng ta vừa nói đến đó, đó là cái khát khao được bình yên, được nghỉ ngơi, được cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm, cảm thấy bình an và tự do giữa cuộc đời này. Thì đây là cái tiếng gọi khi mà cái thân thể và tâm trí của chúng ta nó cảm thấy quá mệt mỏi. Nó cảm thấy co lại, gồng lên liên tục và lúc nào cũng ở trong một cái trạng thái rất căng thẳng. Và gần như đến cái mức độ mà nó cảm thấy không thở nổi, cảm thấy kiệt sức, cảm thấy vô cùng căng thẳng, vô cùng bí bức giữa cuộc đời. Và vậy thì thay vì cố gắng tìm ra câu trả lời, chúng ta hãy tập trung vào cái việc cho bản thân mình, cho thân thể và tâm trí của mình được nghỉ ngơi, được thả lỏng, được thư giãn trước đã. Cái sự nghỉ ngơi về thân thể và tâm trí này, thì đôi khi chúng ta bị nhầm lẫn với việc đó là nạp thêm vào thân thể và tâm trí những thứ khác so với cuộc sống đời thường mà thành ra chúng ta lại làm cho mình càng thêm mệt mỏi có nghĩa là có những ngày mà có thể chúng ta có thời gian thì thay vì chúng ta cho bản thân mình có một cái khoảng lặng để mà thân thể và tâm trí mình được thực sự thư giãn thực sự thoải mái thì chúng ta có thể khoác lên mình những bộ quần áo đẹp đi một đôi giày cao gót khoác lên những lớp trang điểm để đi ra ngoài ăn những bữa thật thịnh soạn mua sắm xem phim và chúng ta nghĩ rằng đó là chúng ta cho cơ thể cho tâm trí của mình được thoải mái thư giãn nghỉ ngơi nhưng mà khi trở về nhà chúng ta vẫn cảm thấy mệt mỏi và một tuần mới bắt đầu chúng ta lại cảm thấy bị gồng lên bị căng thẳng uể oải bởi vì thực ra chúng ta chưa có những cái khoảng lặng dành cho thân thể và tâm trí mình để cho nó thực sự được thả lỏng được nghỉ ngơi khỏi những cái áp lực những cái mà chúng ta cảm thấy phải gồng lên là gánh nặng cho chính mình mà đôi khi có lẽ là bởi vì chúng ta còn chưa nhận thức được cái gì là gánh nặng cái gì là gồng lên nên chúng ta cứ nghĩ rằng những cái hoạt động giải trí vui vẻ là cái thứ giúp cho chúng ta được nghỉ ngơi thư giãn nhưng thực ra không phải nó vẫn làm cho cơ thể của chúng ta mệt mỏi nặng nề tâm trí của chúng ta vẫn thường xuyên nạp thêm vào những cái mà phải xử lý nên đó không phải là nghỉ ngơi cái sự nghỉ ngơi của thân thể ở đây đó, đó là khi mà chúng ta không phải lo lắng về cái việc mình ăn bận một cái đồ thật là eo ớt hay đi một đôi giày cao gót khiến cho mình phải gồng lên để giữ cái cơ của mình trong lúc đi lại hay gương mặt của mình mình phải trang điểm như thế này thế kia để nhìn cho nó đẹp. Mà đơn giản đó là chúng ta để cho thân thể của mình có thể là mặc những cái bộ đồ thật là thoải mái, dễ chịu. Một chiếc mặt mộc thôi và có thể nằm giang chân giang tay thoải mái để mà thư giãn để mà ngắm nhìn mây trời để mà hít thở sâu để mà xả hết ra những cái căng thẳng ở trong từng cái cơ bắp của mình này có một cái động tác để mà thư giãn cho thân thể rất là tuyệt vời đó là khi mà chúng ta nằm xuống ấy, không nhất thiết là phải ở một cái khu thiên nhiên mà là có thể ở nhà thôi chúng ta giang tay giang chân ra hoặc là vươn tay qua đầu đây là cái tư thế để giúp cho chúng ta mở, thả lỏng, thư giãn toàn bộ thân thể. Và chúng ta có thể trong lúc đó quan sát những cái hơi thở vào, hơi thở ra, những cái nhịp điệu của hơi thở. Và để ý xem trên thân thể của chúng ta có nơi nào chúng ta đang gồng lên, đang giữ những cái căng thẳng, có thể là vùng trán hoặc là vùng vai gáy, hoặc vùng lưng, vùng chân. Bất cứ nơi nào chúng ta đang giữ những cái căng thẳng, thả hết ra, thả lòng ra, giang ra, hít thở sâu và thở ra, thật mạnh để xả hết ra những cái gì mà nó đang ứ động trong cơ thể mình và đi kèm với cái việc cho thân thể nghỉ ngơi như thế này, chúng ta hãy nạp vào cơ thể những gì tươi mát và thanh lọc thay vì những đồ cao lương mỹ vị, những thứ mà cơ thể chúng ta còn mất cả năng lượng để mà tiêu hóa, để mà hấp thụ rồi đào thải nó cũng không xuể. Đi kèm với việc thư giãn thân thể, thả lỏng thân thể thì chúng ta cần phải có một cái kỹ năng đó là thư giãn và thả lỏng tâm trí. Đa phần trong cái cuộc sống đời thường chúng ta thư giãn bằng cách đó là có thể xem phim rồi nghe nhạc, đọc truyện. Thực ra là chúng ta vẫn liên tục nạp vào những cái thông tin để mà cái tâm trí của chúng ta phải xử lý. Nó chỉ thư giãn vui vẻ một chút nào đó trong cái lúc mà chúng ta xem những cái nội dung đó. Nhưng mà thực ra thì nó không có thời gian để tĩnh lặng nghỉ ngơi. Và vì vậy nên là chúng ta hãy tìm đến những cái phương pháp giúp cho tâm trí của mình thực sự được tĩnh lặng và tha lỏng. Và cái việc rèn luyện thiền rất là hữu ích trong cái quá trình mà giúp cho chúng ta thả lỏng thân thể và tâm trí này. Và ngoài ra thì thay vì nạp vào tâm trí những cái thông tin trong những cái thời gian rảnh rỗi mà mình có nếu có chúng ta hãy lắng nghe lắng nghe những âm thanh của thiên nhiên đó có thể là tiếng dốc rách của một dòng suối nhỏ đó có thể là tiếng xì xào của cơn gió tiếng lá cây tiếng chim muông hoặc là nếu như chúng ta ở trong thành phố và không có những âm thanh này ở xung quanh mình thì chúng ta cũng có thể mở một bản nhạc như là những cái âm thanh của tự nhiên hay là tiếng chuông gió Những âm thanh mà giúp cho tâm trí của chúng ta không phải nghĩ Không phải đuổi theo những cái ngôn từ, thông tin, những cái câu chuyện Mà có thể đơn giản là thả lỏng Chỉ đơn giản là lắng nghe Đơn giản là giãn ra thơ thái, tĩnh lặng Và cái việc tiếp theo mà chúng ta cần phải làm việc với chính mình Đó là đối diện với những nỗi sợ Chúng ta hãy dành những cái thời gian để mà ngồi xuống viết ra cái lý do vì sao chúng ta cảm thấy chằn chọc băn khoăn chưa dám rời bỏ một cái môi trường một cái con người một cái mối quan hệ hay một cái công việc mà mình cảm thấy nó bất ổn nó làm cho mình căng thẳng mệt mỏi uể oải bất mãn mình viết ra vì sao mình lại không dám rời bỏ viết ra hết những cái nỗi sợ một cách thẳng thắn và chân thành nhất để mà từ đó chúng ta sẽ bắt đầu đặt câu hỏi để đi sâu vào nó hơn tại sao chúng ta lại sợ những điều này đằng sau những nỗi sợ này là những niềm tin gì? Chúng ta tin là chúng ta phải như thế nào? Sự vật hiện tượng con người phải ra làm sao? Tại sao chúng ta lại sợ? Khi mà chúng ta không như vậy, không sống trong môi trường đó, nếu chúng ta thay đổi chẳng hạn, tại sao chúng ta lại sợ? Ẩn dưới những nỗi sợ này luôn có những niềm tin sai lệch. Và chúng ta bắt đầu một cái quá trình mà chúng ta gọi là phân tích tâm lý. Và cũng là một cái quá trình gọi là đi sâu vào chính mình, tìm hiểu chính mình tìm hiểu những cái niềm tin ẩn giấu bởi vì không phải tự nhiên mà chúng ta có những cái cảm xúc khó chịu bất mãn hoang mang và không phải tự nhiên mà chúng ta có những nỗi sợ ẩn dưới nó đều là những cái niềm tin sai lệch chúng ta cần tìm hiểu để đào sâu xuống những cái gốc rễ này và khi mà tìm ra được câu trả lời thì không chỉ là như vậy mà chúng ta sẽ cần phải đặt câu hỏi để phản biện những cái niềm tin đó chỉ ra cho mình thấy rằng những niềm tin này không đúng không chân thực không phải là chân lý ở đời có nghĩa là gì khi mà chúng ta tìm ra được là vì sao mình lại không dám ví dụ rời bỏ cái công việc này chúng ta nghĩ rằng bởi vì mình sẽ không thể sống được mình sẽ không kiếm được đủ tiền thì chúng ta hãy tự hỏi mình cái câu hỏi phản biện có thật sự là như vậy hay không có thật sự chúng ta không thể sống được hay không có thật sự chúng ta sẽ không thể nào kiếm được tiền hay không mỗi cái nỗi sợ mỗi cái niềm tin ẩn giấu đó chúng ta cần đặt những cái câu hỏi đối lập lại để mà chúng ta bắt đầu chăn trở về cái sự thật của nó có thật sự là như vậy không hay là đó chỉ là những cái niềm tin ngờ nghịch mà chúng ta tin vào chúng ta bồi đắp bao nhiêu năm tháng này và chúng ta coi nó là một cái sự thật hiển nhiên một sự thật cố định vững chãi và mình cứ thế sống với nó và thành ra là nó kiểm soát và điều khiển mình những cái phương pháp và cách thức để mà tự đặt câu hỏi để mà dẫn dắt mình phản biện lại niềm tin của chính mình hay là để mà nhìn ra được những cái nỗi sợ, những cái niềm tin sâu kín đó. Thì chúng ta hãy chịu khó dành thời gian để đọc, để nghe. Và cũng có rất nhiều video khác ở trên kênh Hành trình An yên mà mình đã chia sẻ về những cái phương pháp và cách thức để mà tự vấn để phản biện niềm tin này và dẫn dắt mình qua những cái thời khắc mà chúng ta bị chìm đắm trong những cái hoang mang lo âu, những cái nỗi sợ hay là những cái chăn trọc quằn quại không tìm ra được câu trả lời này đừng vội vàng cố để gò ép một câu trả lời một lựa chọn mà mình nghĩ là mình phải quyết định ngay hôm nay ngay tuần này ngay tháng này chúng ta hãy hiểu về mình đã hiểu về những mâu thuẫn nội tâm đã và làm việc với từng cái khía cạnh mà nó đang đối chọn lẫn nhau đó giải quyết được từng cái vấn đề đó thì mọi thứ sẽ dần dần sáng tỏ hoặc ít nhất cái tỷ lệ của cái này nó sẽ bắt đầu lớn lên tỷ lệ của cái kia nó sẽ bắt đầu giảm xuống và lúc đó chúng ta có khả năng để đưa ra một cái lựa chọn sáng suốt hơn phù hợp hơn cho cái thời điểm này